Em thì vui vẻ hòa đồng và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình, và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á, thì em quan điểm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè về tài chính cũng như là có sự nghiệp, và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể điểm mạnh rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu em hay hơi nóng tính á, nhiều khi bực chuyện gì đó thì em hay chửi nồi niêu xoong chảo. Mời bạn nam. Đây, ngồi đi bạn. Xin chào. Chào anh Cô Linh. Dạ, xin mời bạn nữ. Oh, wow, ê chà. Chà, bạn gái gì nghe wow không vậy? Wow lắm nha, Linh nha. Em giới thiệu về em coi em gái. Xin mời em giới thiệu về bản thân mình. Dạ vâng ạ. Em xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư, cũng như là các vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Thị Hoa, năm nay em 26 tuổi. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em thì sinh ra ở Nghệ An và lớn lên ở Gia Lai. Em làm công việc gì Hoa? Dạ em kinh doanh bên thời trang ấy. Kinh doanh thời trang, rồi vậy là mặc đồ đẹp lắm rồi ha. Rồi bây giờ xin mời bạn Nam mình giới thiệu về mình nè. Dạ vâng, em xin tự giới thiệu, em là Vũ Minh Đăng. Hiện tại em 29 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là ở Thanh Hóa. Hiện tại em là đang kinh doanh buôn bán tự do. Hiện tại em đang kinh doanh nghề các sản phẩm về dừa. Dừa hả? Dạ vâng. Bên kia là Hoa, bên đây là Đăng, Hoa Đăng. Trời hợp quá. Thả đèn Hoa Đăng, cầu bình an, hạnh phúc, thành công cho mọi người. Điểm mạnh điểm yếu của bạn gái là gì? Dạ em thì vui vẻ hòa đồng, và em cũng khá là tự tin vào cái ngoại hình của mình, và nói chuyện thì thu hút người đối diện. Tính em là người phụ nữ hiện đại á, thì em quan điểm là phụ nữ thì phải có sự nghiệp nè, độc lập nè về tài chính cũng như là có sự nghiệp, và thứ hai là phải lo toan được công việc trong gia đình. Và em thì kiểu em cũng tham công tiếc việc á, nên là nhiều khi em cũng hơi tập trung vào công việc, nên là nhiều lúc cũng có bận rộn. Bây giờ em kể điểm mạnh rồi, điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em hay hơi nóng tính á, nhiều khi bực chuyện gì đó thì em hay chửi nồi niêu xoong chảo. Là chửi đã cơn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà không có gì hết chị đi lên mình chửi như vậy thôi, chứ không có để bụng. Còn điểm mạnh điểm yếu của bạn Nam là gì nè Đăng ơi? Dạ điểm mạnh của em là em thích kinh doanh và tham gia các chương trình từ thiện. Hiện tại em là vận động viên đua xe đạp mạo hiểm và chạy marathon. Em tham gia các giải khắp toàn quốc mình. Em chạy xe đạp? Dạ vâng, đua xe đạp. Quá dữ luôn ta. Dạ vâng. Và em nói em bán dừa hả? Dạ vâng. Bán dừa gì? Là em chuyên tất cả các loại về dừa, như thế là dừa tươi, dừa xiêm xanh, xiêm đỏ, dừa dứa, và các sản phẩm như dầu dừa, nước màu dừa, mứt dừa và đồ mỹ nghệ về dừa. Ủa thôi còn là dừa không vậy đó hả? Chuyên dừa, em biệt danh em là Thánh Dừa. Thánh Dừa hả? Thôi dữ luôn. Hôm nay có mang dừa lên đây không? Có mang dừa lên không anh? Dạ hôm nay thì nói chung là nó có nhiều vấn đề nó xảy ra, nó ngoài mong muốn, thì xe hàng của em bị hư không lên được, nên là không có hàng đưa lên đây. Mời anh lên ít nhất phải đem mứt dừa lên đây. Đúng chứ rồi. Mứt dừa, nước không dừa có trái đâu. Dừa không có đồ dừa thì phải có mứt dừa, em dừa phải thôi. Tháng dừa gì kỳ quá à. Phải có nói chung dừa, là nhiều lúc nó rơi vào tình huống nó ngoài mong muốn em ơi. Nhược điểm của bạn Nam là gì hen? Dạ nhược điểm của em là nóng tính á. Nóng kia nóng bên này nóng nữa. Dạ vâng, và em khi mà em gặp những chuyện bất bình trên đường thì em hay can thiệp vô để em giải quyết vấn đề cho nó được. Ví dụ như họ xích mích thì mình vô can thiệp giảng hòa cho người ta, nhưng mà đôi khi người ta hiểu nhầm mình. Em hiệp sĩ đường phố hả? Thấy cái gì là bất bình là nhào vô luôn á hả? Không, như mình phải nhận định câu chuyện nó là như thế nào, chứ không phải là mình nhảy vô là mình làm theo cái hướng theo chiều một nghĩa hiệp đó. À vậy về có nóng tính với vợ không anh? Dạ không em ơi, dạ không em ơi. Khi mà hai bên cùng nóng thì tới hết hai bên im lặng nữa, mọi thứ nó sẽ chun chảy hơn. Nóng quá uống nước dừa hết nóng. Chính xác luôn. Đúng rồi, người ta nói cơm sôi thì bớt lửa, biết đời nào khê. Em có tật xấu gì không trai? Dạ tật xấu thì hiện tại em không có tật xấu gì. Không có tật xấu gì hả? Tốt không vậy đó hả? Thiệt không? Để coi thử. Chị thử chị. Kìa nghe không có tật xấu gì, chị Nam Thư chỉ hỏi thiệt không kìa. Ồ, hello. Dạ chào chị. Không có tật xấu gì luôn thiệt hả? Dạ vâng ạ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hen? Dạ mình có 2 mối tình. Và mối tình gần nhất thì mình trải qua cũng 4 năm.
Khi yêu thì người đó là đang sinh viên và mình thì đang bắt đầu từ nghĩ công ty ra mình kinh doanh, thì nó gặp đôi chút khó khăn. Thì khi mình tập trung vào khởi nghiệp thì lúc nào mình phải tập trung cả, cái thời gian mình san sẻ cho người đó nó ít hơn. Thì khi mà người đó cảm thấy nó bị lạnh nhạt thì người ta chọn bước ra đi. À, tức là mình không có thời gian nhiều dành cho người yêu cũ của mình. Hồi nãy bạn gái bên đây có hỏi á, là vận động viên đua xe đạp. Dạ vâng. Vậy thì có khỏe không? Ừ, đúng rồi, có khỏe không? Cái điều đó chắc là phải có rồi. Vậy mình thì có một thể lực rất tốt thì mình mới thể đi đua được. Để mình cái cạnh tranh thứ hạng với người ta được. Được rồi, thấy chưa? Thấy đàn trai ngon chưa? Em thấy bình thường, từ từ. Vậy là anh chưa gặp đàn gái bên em rồi. Để tôi coi đàn gái sao mà rồi. Qua nhìn đàn trai với nửa con mắt vậy. Trời ơi, mời anh. Hello. Em chào anh. Wow. Ổn không anh? Đúng là hoa. Hoa, đúng, tươi như hoa. Hoa này hoa thuộc hoa Đà Lạt đẹp ha. Một chút hoang dã của núi rừng ha. Một chút lộng lẫy của Đà Lạt ha. Một chút khiêm tốn chứ không như ai kia bà mối chảnh. Trời hoa ơi, chê đằng trai, đẹp có quyền ơi. Đúng, đằng trai ta cũng sắc nước hương dừa lắm à. Trời ơi, sắc nước hương dừa. Em muốn thử sức khỏe không? Thử. Thử. Cho em thử muốn chị. Thử gì? Hít đi đây đó, đó. Nằm dài hít. Hít cho anh. Em hít cho anh 80 cái thôi coi. 1 2 hít 3 nào, hít thở thôi. 5 hít 6 thoải mái vô. 7 8 hít hết bụi luôn. 9 thôi bởi 10 11 12 12 cái nha. Em chim về chân thôi. Được. Cuối cùng cũng chinh phục được bà mối bà nó không em hả? Chưa, em còn nhiều vòng lắm. Bây giờ em gái. Dạ. Nãy giờ qua bên đây kiểm tra đàn trai rồi tôi kiểm tra lại nè. Đàn gái có mấy mối tình rồi? Dạ em là có 3 mối tình rồi ạ. 3 mối tình hơn bên đây mối ha. Cái mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi em? Dạ cách đây 1 năm ạ. Tại sao chia tay? Em phát hiện ra bạn đó lăng nhăng ạ. Tức là em phát hiện mấy lần thì bắt đầu mới chấm dứt cái mối tình đó? 3 lần ạ, là em cũng có tha thứ rồi. Thôi vậy cho đi luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Em gái muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Ngoại hình anh, ngoại hình là em ngoại hình. Phải khá chút xíu, 7 điểm trở lên đấy chị. 7 điểm. Cao chỉ 1m7, bụng không có bự quá. Hơn 1m7, gọi gì nữa? Em yêu cầu đi, đàn trai đáp ứng cho coi nè. Anh ơi, phải khỏe nè. Khỏe, chắc khỏe luôn. Rồi, phải sạch và phải thơm nữa. Phan nên coi cô thơm không nhé, chưa biết nha. Sao có sạch và thơm không anh? Sạch, sao? Có sạch, nhưng mà hơi đen chút xíu. Nó da ngâm ngâm thì nhìn đôi khi nó không được sạch lắm thôi, thể thao mà. Dạ rồi, cho qua được anh. Còn gì nữa? Em nghĩ là phải chung thủy nè. Phải chăm chỉ cầu tiến trong công việc, cũng như là có tham vọng. Rồi không gia trưởng vũ phu, làm được thì chơi được, giống như làm hết sức chơi hết mình. Tại vì cái tính em cũng vậy rồi, để mà hai người hòa hợp. Em có một cái mẫu hình lý tưởng nào của em không? Về người đàn ông không? Về ngoại hình nhá, thì em thấy em thích Nô Phước Thịnh á. Còn cái mẫu lý tưởng thì em cũng không quan trọng lắm. Giống như mình thương thì mình thương thôi, chứ cũng không quan trọng lắm. Bên đây cũng nu nhưng mà rừng xà nu á. Anh thấy yêu cầu bên đó em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? 70%. 70%? Em muốn người phụ nữ như thế nào? Nói chung là em không quan trọng vấn đề ngoại hình. Em quan trọng vấn đề đó, người đó là tin tưởng em. Và nói chung là cùng hiểu nhau và chia sẻ nhau mọi khó khăn. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi những cái ý kiến trên có hợp lý không nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị gái của em ạ. Rồi chào chị gái. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Thứ, chào toàn bộ khán giả và mọi người xem chương trình ạ. Em thấy bên đây sao? Dạ anh trai này khá là chín chắn và có cảm giác là giống như anh trưởng thành ấy. Thì nếu như mà hai người có thể tiến tới với nhau thì em nghĩ là có thể bổ trợ cho nhau. Rồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Đàn trai đi với ai? Dạ em đi với một người anh của em. Mình tên Khoa, mình xin chào anh Quỳnh Linh với Nam Thư và mọi người ạ. Thì mình thấy cô gái này rồi, ok xinh. Nhưng mà điều đó không quan trọng tình yêu. Quan trọng là em này có tính độc lập và em này cũng độc lập. Hai em rất là trong cái vấn đề đó ok. Anh thấy hai đứa hợp. Không gì quý bằng độc lập, tự do là hạnh phúc, ok. Duyên dáng, cảm ơn anh trai của bạn Đăng. Bây giờ mình mở rào đi, cho hai đứa gặp mặt. Mở rào. Sao vậy em? Chào anh ạ. Em có món quà tặng em. Dạ em cũng rồi, em cũng có món quà tặng anh. Em của ít lòng nhiều anh ơi. Ok. Em cảm nhận gì về anh? Em thấy anh cũng chín chắn này, cũng làm kinh doanh giống như em thì em nghĩ là cũng dễ hòa hợp. Với anh thì lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em thấy là một
một người là sống về một gia đình. Dạ. Nói chung là em có một cái trách nhiệm gì đó ở cái công việc mình rất cao. À, anh có thích đi du lịch không anh? Nói chung là mỗi lần mình đi du đó là một kết hợp với đi du lịch luôn đấy. Em thì có sở thích là ăn đủ thứ luôn. Niềm đam mê bất tận về ăn uống và đi du lịch. Nên là nếu mà tìm được một người đồng hành như vậy thì sẽ rất là dễ. Hồi nãy em gái nói là cần người đàn ông sạch sẽ thơm đó. Bây giờ em kiểm tra coi có sạch có thơm không? Hơi khó kiểm tra. Em đi lại gần chút xíu đi, em đứng dậy em đi lại gần chút xíu. Chết rồi sao em kiểm tra bây giờ? Em đi vòng 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 em đi. Em đi vòng vòng luôn. Đó, em hửi coi có thơm không? Em không thấy mùi gì. Em thì kiểm tra sao coi có thơm không? Dạ không, không thấy mùi, không thấy mùi thơm. Cũng không thấy mùi cơ thể. Mà rồi bây giờ Thư hỏi nè, quan điểm hai bạn á về cái chuyện sống thử trước hôn nhân thì như thế nào? Tại vì em là kiểu hiện đại, em thấy sống thử thì nó cũng không phải là cái gì đó quá. Giống như hai người nếu mà đã xác định là cưới nhau đi thì có thể là sống thử một thời gian để xem thử có hợp với nhau hay không. Thế trong quá trình nếu mình tìm hiểu nhau, mình thấy không hợp nhau thì mình chia tay. Còn nếu như mà mình thấy hợp nhau thì mình tiến tới hôn nhân. Mới gặp nhau, quen nhau, cái sống thử thì em thấy không nên. Chính xác luôn, anh cũng nghĩ như vậy. Không nên làm chuyện đó. Rồi bây giờ Thư hỏi Đăng câu nè. Thấy bạn gái nữ xinh không? Dạ rất xinh. Rất xinh. Người ta nói lấy vợ đừng lấy xinh quá. Vợ mà đẹp quá lo lắng lắm. Vậy thì bây giờ ví dụ đi, rinh cô này về được làm vợ mình. Rồi lúc đó Đăng có lo lắng không? Vợ mình đẹp quá mà. Nói chung thì cái điều đó thì người đàn ông nào cũng có. Là cũng có lo lắng đúng không? Tính em là sống tình cảm ấy. Thì em mà thương ai rồi á thì rất là chung tình, suy nghĩ có một người đó thôi, chứ không có lum la. Nói chung là anh rất ghét mẫu đàn ông mà lăng nhăng. Và bạn anh thấy anh không chả làm chuyện đó. Dạ. Bây giờ nè, trước khi chúng ta bấm nút thì mỗi bên có thể hát tặng nhau một bài nào đó để chúng ta truyền cảm hứng cho nhau được không? Em hát một câu nhá. Em mượn siêu tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Hy vọng anh đừng ngơ ngác, đừng câu mày. Thôi coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy. Em hát được một câu thôi. Có hay. Bài này có tên là Mượn rượu tỏ tình ha. Ý nghĩa quá trời quá tên bài hát. Hãy bấm nút bấm với trách nhiệm của mình. Yêu thương, hãy bấm. Còn không rung động trái tim, chúng ta không cần bấm. Chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian. Nắm tay đi. Nào, hãy xin phép chị đi. Dạ, em xin phép chị được làm quen với em gái của chị. Và em xin hết được thơm em gái chị. Thơm là gì? Thơm á. Cái đó là do bệ hoa quyết định. Em đồng ý cho anh thơm em một cái không? Rất thơm chán đi anh. Thơm chán. Không được. Thơm chán tức là hung con, em hiểu không? Có. Hung mẹ. Nó kêu nghe cái chốc luôn nha. Như vậy là cũng chúc mừng. Tuyệt vời lắm nè ha. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Các bạn đến đó để xem phim, để tìm hiểu nhau nha. Quà tặng dành cho hai bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Và một phiếu mua hàng giảm giá 25% khi mua sản phẩm niệm Vinalatex tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc nếu hai bạn tiến tới hôn nhân. Niệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da One Today, gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đăng Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Việt Nam Cacao gửi tặng hai bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Và đây là một phần quà hết sức là bự, một chiếc máy TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Nếu như các bạn kết hôn với nhau, đó. Rồi, hãy đưa cô gái xem phim đi bạn nào. Chúc các bạn hạnh phúc nha, xin chào. Em cảm ơn ạ. Hãy nắm chặt tay nhau, đừng buông tay nhau ra nào. Đẹp đôi đấy. Đẹp đôi. Chàng trai có vẻ nhút nhát chút xíu, cô gái có vẻ mạnh mẽ chút xíu. Chúng ta tin rằng hai bạn ấy sẽ bổ trợ cho nhau và hạnh phúc đang chờ đợi họ phía trước. Còn bây giờ thì sao nào? Chúng ta lại tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Em
em không có mập, em chỉ mẩm mỉm đáng yêu mà thôi. Ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Có gì em ghét nhất ở đàn ông? Thói tí thôi. Như là tóc mới dài. Bia có thể uống được 1.5 lít, Vũ uống được 2 lít. Mời bạn nam. Xin mời bạn nữ. Xin chào. Rồi em trai giới thiệu về mình đi em. Dạ em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Long Hậu. Long Hậu Vĩnh Long á hả? Dạ. Em sinh ra ở Cái Bè Tiền Giang. Dạ em lớn lên là ở An Giang và hiện tại đang sinh sống ở An Giang. An Giang là ở tại thành phố Long Xuyên hay là ở đâu? Dạ gần thành phố Long Xuyên anh. Em làm nghề gì? Trước đó thì em có học tài chính ngân hàng. Nhưng sau khi em học xong rồi em nói đi làm á, lúc em đi làm á em mới cảm thấy nhận được là vài tháng là em có muốn đuổi giám đốc, tuyển giám đốc mới. Cái nó không phù hợp với công việc á. Cái thôi em về em làm nông. Học xong tài chính ngân hàng xong về làm nông. Giờ tức là em làm ruộng ở dưới quê đó hả? Dạ em thì làm ruộng, em làm vườn. Làm ruộng vườn trồng được cái gì? À, nhà thì trồng lúa, trồng sầu riêng, bưởi da xanh, ổi rồi đó, tất cả các thứ. Rồi. Vậy bây giờ xin mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân mình nè. Lời đầu tiên em xin chính chào quý vị khán giả tại trường quay. Chào chị Nam Thư, anh Quyền Linh. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh. Năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ hiện giờ em đang làm trợ lý dự án. Ủa em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Rất hợp lý đó. Ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Ưu điểm của em là em thích nấu ăn. Lâu lâu thì em suy nghĩ là những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc độc thì em thực hiện luôn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có thể làm những công việc mà tính sáng tạo đó anh. Làm mới giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra rồi tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, em mà công việc thôi, còn nấu ăn thì em là... Thì thí dụ vậy đó. Dạ. Em trồng được bao nhiêu lúa? Nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi tôi muốn chết luôn rồi. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều, rất là nhát gái. Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ khuyết điểm của em á thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mẩm mỉm đáng yêu mà thôi. Đúng rồi. Không sao cả. Dạ khi mà ngủ á em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? Em chỉ lăn qua lăn lại thôi. Hết hồn. Còn bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta? Em không xác định được là em có lăn lộn hay không. Nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn là vị trí em nằm ban đầu hơn nữa. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Em có được 3 mối tình. Cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Em thì trải qua một mối tình ạ. Quen nhau cũng được hơn 4 năm. Bây giờ thì xấu, nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là trung thủy. Em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại. Nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á, thì rất là đẹp. Nhưng khi mà mình lớn tuổi khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm sẽ tốt. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Còn bạn nữ yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Đừng có cái bụng to quá, tại vì em cũng tròn, bạn nó cũng tròn. Đôi khi á là mình á là có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dội lên nhau, nó không có sát được. Để chị qua chị coi thử bụng sao. Coi. Sao vậy? Bụng ở đây ngon, cũng tròn do, được không em? Dạ, anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không, em dễ thương á. Dễ thương. Đừng có sợ tròn, bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự thì sao? Cũng sang như thường á. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Thành ra đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Tươi sáng. Tức là có quan của đệ đó. À, rất là dễ thương, tôi chịu đàn gái đó. Em chào chị Đập Tứ ạ. Anh nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ 27 tuổi. Em chị thấy được. Quan trọng là xấu mẫu đất nữa. Đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Em có hơi em trai? Em không thích là em không nói luôn. À im luôn đúng không? Thấy chưa?
Rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Hói hói tí, hói. Hói mắc mới gì hết. Mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn. Hết hói luôn á. Thấy là ok. Đàn trai cho Thư hỏi cái. Ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Tứ đầu tường thì em không có đó, không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu. Và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tủ lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Vậy uống được nhiêu chai? Bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Là đồ mạnh á. Dữ dằn luôn á. Nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lấy gai đồ. Tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì hoặc là bạn bè hay là người thân mời thì mình mới nhậu chứ. Là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, người ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải người ta nhậu thôi. Bảo đảm là mình là trai là ít nhậu, yên tâm. Anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? Cái này không hút thuốc. Nhỏ lớn giờ không hút. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh, vui vẻ, đẹp trai. MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được. Em Linh thì nó rất là giỏi, nó rất là ham học. Hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa như vậy. Cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Dạ được ạ, đó chị nói là rất bình thường. Thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc đồ này kia. Nếu em học nữa thì con ủng hộ. Nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt một tuần lễ, có thể nó đi hết là 6 ngày đó. Có khi thứ bảy chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy thì con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc. Nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào, hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được, nhưng vẫn phải chung thủy. Thí dụ con làm nông, em nó đi làm việc vậy, thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc. Con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì có vui hơn, hay là xúm xích bên nhau thì mà nó không vui thì cũng vậy à. Nói chung mà ngày việc ai nấy làm, miễn dạ. Sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Cô ý thích của cô là muốn làm sao, thí dụ như vậy đó thì chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó. Thấy là đề ra nhiều quá phải không? Con nói thật thì con cũng làm con. Em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng nghề rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của con của cô đến cả đời. Đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu thôi, không có gì là sai lầm hết. Rồi, hay quá. Giỏi quá, hay, trả lời xuất sắc. Em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với anh họ ạ. Có mẹ nữa. Dạ, con chào cô ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên, ai cũng mong muốn. Nhưng mà đối với tôi, chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con, tôi sẽ ủng hộ. Tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi, ưu ái thôi một cái gì. Chỉ biết tôi là một người mẹ, chồng tôi là một người cha. Đó, điều đó là tôi mong muốn nhất. Ốm cao dễ thương, mập lùn quý phái, đó là phe của tôi. Tại vì nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Tôi là nhà trai, tôi bước đó tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Trời, thương quá, dễ thương quá. Nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt, về với An Giang luôn. Anh chào em. Chào. Lần đầu gặp tiên, anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Để cây xuống, để cây xuống đi. Đeo đi. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi hung nhau bất ngờ đi. Được, anh có nghe. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Khi kết hôn xong á, em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà. Bà đang bệnh cho nên là nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên, có thể phụ tiếp mẹ chăm sóc cho bà. Thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý. Nhưng mà em có ngại là khi, tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi. Ví dụ anh đi sáng đi chiều về, hoặc là đi 2-3 bữa thì chóng rồi anh đi về, thì em có ngại không?
thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Hai bạn nắm tay nhau nào. Xin phép bác mình hôn em gái đi. À, anh, dạ, cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác ủng hộ. Dạ, con cảm ơn ạ. Yeah, chúc mừng hai bạn. Đây.